Thế cái tiền này, thế mà đông này thì hai anh em định kiếm để làm gì đây? Để kiếm sau này em học hết lớp chính thì để dành cho em học cấp 3. Để dành nhiều cấp 3? Vâng. Cháu Hải sẽ mời các ông các bà sẽ ủng hộ hai em mình ông để sau này con có tiền đi học ở cấp 3. Con rất mong các ông các bà sẽ ủng hộ với con ạ. Thân mến, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em Hải Sử của bác ạ. Thời gian qua thì mưa kéo dài rất là nhiều. Cháu Lực lên để xem là nhà các em thì có bị ảnh hưởng tới mưa bão không. Vừa rồi thì cháu Lực từ trên kia xuống thì không có bắt gặp em ở nhà, nhưng mà cháu Lực cũng đã ngó qua là xung quanh nhà thì ngôi nhà các em thì không có bị làm sao cả, cũng không có bị là mái tôn hôm nọ vừa mới bắn là nó bị bung ra, hay là cái mái tôn xốp nó bị bung ra cả. Tất cả mọi cái thì đều rất là tốt. Cháu Lực không biết là ở trong nhà thì có bị dột vào trong không đấy, nhưng mà cháu Lực cũng đã ngó qua là từ bên ngoài vào thì bên trong nhà thì không có ảnh hưởng gì đến mưa bão cả. Có bác ạ, mưa cũng không có dột được. Cháu Lực đi xuống xem là đi xuống nhà cũ xem là có bắt gặp là mấy anh em ở dưới này không. Mùa này thì có thể là mùa mà nhà mấy anh em làm ruộng đấy các bác, cho nên là các em hay ra ruộng gần đường là nhiều. Chắc là sau cái đợt mưa này thì các em sẽ đủ nước để mà làm ruộng thôi. Hai người con và chú của bác đang gặp cháu Lực đang phơi quần áo ấy. Cháu Lực đi xuống là chạy luôn. Sơn ơi, ông ở nhà không bác? Cháu điện thoại ra chứ. Không biết rồi chứ. Thứ năm nào mới được chứ à? Thứ năm nào mới? Lúc nào đó? Hỏi ông bảo là cày hết chưa thì ông bảo chưa. Hải đâu rồi? Hả? Không biết á? Không thấy Hải à? Hai thanh niên này làm gì ở trên này thế? Chơi thôi à? Bảo là chơi thôi các bác. Hai bộ rùa bán xin từ đây. Xây làm nam ấy gì à? Đúng gì à? Mình đây không? Hả? Mình đây chạm hoàn lại. Chạm hoàn nữa? Chạm hoàn lại. Vừa hỏi ông bảo là dù nhà ông đã được cày chưa đấy, nhưng mà ông bảo là cày hết rồi. Thế tuy nhiên thì mạ thì vẫn còn nhỏ quá. Còn vấn này, phải đâu cả này, áo vấn này à? Không này, phải đi xa. Thì xa, ở hôm dây này á? Hôm dây cả này à? Hốt đi bảy ạ. Hốt đi bảy nọ. Dây bảy lớp một nọ. Hốt đi bảy. Ta đi bảy lớp một chân đấy. Thì bông là đi mua bảy đó. Thì bông đi cầu hốt đi tùy chúng bảy. Không đi chứ còn. Cái bàn này tao tổng lớp một rồi mà nè. Cái này phải tùy đi. Bé hao đi tùy bé hao đi sao là thêm bảy à. Tức là bây giờ bảy là chuẩn bị đi vào học lớp 10 các bác ạ. Đi vào học lớp 3, lớp 1 đấy, chứ không phải lớp 10. Chú thì bây giờ là xuống đây ở với ông là nhiều hơn các bác ạ. Vậy vừa rồi, bây giờ thì không biết là hai em ở đâu nữa. Cháu Lực vừa rồi điện cho các em ấy thì là cũng không nghe máy. Bây giờ thì sẽ hỏi thêm ông là sẽ xem là các em là đi đâu rồi. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã hỏi ông rồi các bác. Ông thì nói rằng là em Sử và em Hải thì từ sáng sớm nay là lên trên rừng để mà lấy hình như là lấy mật ong sao các bác ạ. Và là đi ra tít ở phía bên kia, thì bây giờ cháu Lực sẽ đi xem là các em lấy mật ong như thế nào các bác nhá. Có khi là ra tận quả đồi bên kia kìa. Có lẽ là trước em Sử gặp tổ ong các bác ạ.
Thành ra là bây giờ tranh thủ là trời đang nắng này, các em đi lấy luôn. Sợ rằng để lâu quá thì cũng người khác đi gặp là sẽ lấy mất. Phải đi qua nhà chú đi thì mới ra đến khu bên kia được. Ông người bảo là các em đi từ sáng là đi lấy củi ra tít ra phía bên kia các bác ạ. Bây giờ thì chắc là đi xa lắm các bác, thì cho Đức sẽ lúc nào mà đến gần gặp các em thì cho Đức sẽ ghi hình sau xem là các em lấy mật ong gì các bác nhé. Hải ơi, làm gì đấy? Lấy cỏ làm gì đấy? Cắt cỏ à? À, mà thế không phải là Hải đi lấy mật ong rồi nhỉ? Không phải Hải đi lấy mật ong à? Và không phải là Hải cùng Sử lấy mật ong à? Thế anh Sử đâu rồi? Ờ, đi đường nào ấy? Ôi, nhầm đường rồi. Mới ra đây lấy cỏ à Hải? Anh Sử đâu rồi? Không nóng à? À, cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hôm nay đi đâu mà mặc áo khoác đi á? Sáng nay em với anh Sử đi lấy mật ong ạ. Lấy mật ong á? Vâng. Thế anh Sử đâu rồi? Anh Sử chưa về ạ. Anh Sử chưa về à? Vâng. Thế là em về trước à? Vâng. Thế là mật ong là tí anh Sử mới lấy về à? Anh Sử bảo là em cứ lấy một tí thì về đó, tí tối thì anh Sử mới về ạ. Tối là anh Sử mới về á? Vâng. Thế là em về nhà là về lấy cỏ trước? Vâng. Mật ong mà lấy về đến nhà rồi à? Chưa rồi, ở dưới sổ rồi ạ. Sổ đỏ với á? Vâng. Lấy được nhiều không mật ong ấy? Được một tí thôi ạ. Một tí thôi á? Vâng. Tao chỉ cho anh xem mật ong nào. Vâng. Dưới này. Đó. Dưới này. Đây á? Vâng. Đây. Có vẻ tầm độ thế nào? Tầm độ đó là 4 cân gì đấy các bác ạ, 4 cân mật ong. Coi như mà tổ nát hết rồi. Vâng. Sáng nay thế cùng anh Sử đi lấy rồi à? Vâng. Anh Sử vô lấy sâu nữa à? Vâng. Mấy cái tổ này trước anh Sử gặp rồi à? Anh Sử gặp rồi ạ. Là bây giờ chỉ việc đi lấy thôi à? Vâng. Các em lại đi lấy được mật ong để về rồi các bác này. Chú anh Sử còn nhiều không? Còn một tí nữa ạ. Cho anh Sử còn một tí nữa. Vâng. Thế là lấy cỏ xong rồi mới lấy đi về, lấy về à? Vâng. Thế vừa rồi đi được về à? Vâng. Vừa rồi anh ra hỏi ông thì ông bảo là em cùng anh Sử là đi từ sáng nay rồi thì bảo đi lấy mật ong cái gì đấy. Vâng. Ồ, để như này luôn à? Vâng. Cổ tay ở chân đó. Vâng. Thế sáng nay hai anh em đi thì có lấy cơm đi theo không? Có ạ. Có á? Vâng. Thế là em ăn cơm xong mới về à? Vâng. Có vẻ là sáng nay đi là còn lạnh đấy các bác này. Thành ra là em Hải là vẫn còn mặc áo khoác. Có nặng không? Dưới đây để anh em điệu cho. Không nặng đâu ạ. Không nặng đâu ạ? Vâng. Sáng nay anh em đi từ mấy giờ? Đi từ 6 giờ ạ. Đi từ 6 giờ sáng rồi à? Vâng. Thế là bây giờ là độ tầm là 12 giờ trưa rồi các bác ạ. Thành ra là hai anh em Sử thế về. Đi trên rừng không cần đeo ủng đi à? Không đeo ủng đi à? Sáng nay em không đeo ạ. Đeo dép này đi trơn lắm đấy. Vâng.
Thế là vừa rồi là mấy anh em là đi tít trên kia à? Vâng. Có đi sang quả đằng sau của đồi không? Đi sau của đồi đấy ạ. Thế chỗ này là lấy được mấy tổ? Lấy được một tổ rồi ạ. Chỗ này một tổ nữa? Vâng. Ui, một tổ đấy cũng có 3-4 cân, không biết là tại 3-4 cân là mật hay là chỉ nguyên sáp nữa, nguyên sáp nữa. Thế là sáng nay đi là còn lạnh à? Hay là khoác áo khoác này đi này? Vâng, sáng nay em đi thì lạnh ạ. Hôm nay thì ở trên nhà của các em các bác thì đang là vào mùa mưa, ra là buổi sáng thì xe lạnh một chút, đến buổi trưa này thì nắng này. Thế lấy mật ong này thì hai anh em là có chia nhau không? Không đã. Không đã? Vâng. Thế là cái này là của em hay là của anh Sử? Này là của em với anh Sử ạ. À, là của hai anh em đúng không? Vâng. Thế là trước là không phải là tổ của ông nữa à? Vâng. Nên là trước là anh Sử là đi bắt gặp được à? Vâng. Thế cái tiền này, cái mật ong này thì hai anh em định kiếm để làm gì đây? Để kiếm sau này em học hết lớp 9 thì để dành cho em học cấp 3. Để dành nhiều cấp 3? Vâng. À, thế là mỗi lúc anh đưa cho thì để anh Sử cầm ra ngoài để dành à? Vâng. Dành xong là mấy nữa để mà đi học cấp 3 à? Vâng. À. Đấy, cũng có hai anh em thì cũng có ý nghĩ rằng là bây giờ đi kiếm mật ong về cô bác là để cho em Hải ra. Để anh xách, để anh cầm cho. Để vâng. Anh cầm túi đây. Đây, đi trước đi. Có lẽ là điệu từ từ mấy tiếng đồng hồ đấy nhỉ? Hay đi đường ấy? Vâng. À, lúc đó là nếu mà điệu lên các bác thì là với sức của nó lực ấy thì là nó nhẹ hơn. Cái sáng nay anh Sử rủ đi lấy mật ong thì anh Sử nói như thế nào thì em mới đi? Anh Sử bảo là cùng anh đi lấy mật ong thì em đi thôi ạ. À, cùng anh Sử đi lấy mật ong thì cùng đi thôi ạ. Đi đường này anh ơi. Đây ra đây có quả gì này, anh thấy không quả à. Gì này. Này lạ quá này. À, này. Cái quả này thì là vào cái mùa này trên vùng cao có rất là nhiều này. Hải đã từng ăn quả này bao giờ chưa? Dạ. À. Nó nở nở này các bác, nở ra một cái bông hoa rất là đẹp. Quả này chát lắm, cây này chát lắm. Vâng. Này đi trên rừng già thì có nhiều nhỉ? Vâng. Đấy, đi về toát hết cả một hồi rồi cô bác. Thế là mới về đến đây luôn à? Vâng. Thế anh Sử bây giờ một mình ở trên rừng hay là ở với ai không? Anh Sử một mình thôi ạ. Một mình của anh thôi à? Vâng. Cái máy tổ này là lấy tổ gần hơn à? Vâng. Máy hôm nay mưa nhiều thế, nhà có bị dột không? Không đã. Không bị dột vào nhà đâu đúng không? Vâng. Sợ là bị dột thôi. Đây rửa tay ở chân đấy. Vâng. Thái đây, tay cầm ra. Tay ông rửa mặt rồi múi. Vâng. Nước này thì là rất là mát của bác ạ, nước này. Rửa chân không? Không đã, tí về nhà mới rửa. Đây, hỏi anh cầm túi. Này thì nếu mà hôm nay cho Lực không có lên bắt gặp các em ấy thì là ngày mai các em muốn vắt xong để vào chai mọi thứ thôi, các em mới cầm xuống cho cháu Lực cô bác ạ. Để tiện thể là thay con có mặc quần cơ nhờ. Vâng. Tiện thể là cháu Lực lên thì một tí thế cùng em Hải là vắt luôn. Hay thì chắc là để tối nay anh Sử về mới, nếu mà anh không lên thì là để tối nay anh Sử bắt cùng à? Vâng. Những cái phép hôm nọ anh để lại còn không? Còn ạ. Để nhà dưới hay để nhà trên? Để nhà dưới rồi ạ. Hôm đây nào? Hả? Hôm đây nào mấy nè? Hôm đây nào? Chú còn không biết là xách một túi gì từ dưới kia lên. Anh Nhiên đây đâu về? Chắc là đi nhà dưới về thôi nhỉ? Vâng.
Thế là đồ những cái đồ vắt là để nhà dưới hết à? Vâng. Đấy, vừa rồi sáng nay anh cứ nghĩ là hai anh em là đi ra ruộng hết rồi. Ruộng các em thì đã làm xong hết chưa? Chưa đã. Chưa à? Vâng. Còn đến cái công đoạn nào chưa làm? Đoạn dưới kia thôi ạ. Chú ở dưới kia à? Vâng. Cái này để đâu? Đấy thì tí em... Tí vắt ở đây luôn nhỉ? Vâng. Có cái đồ gì vắt không? Có ạ. Vẫn luôn có à? Vâng. Nghỉ ngơi một tí đã. Đây, lấy cỏ này ra đây. À, thế là cũng vừa ra đến nơi thôi nhỉ? Vâng. Xong là cắt cỏ để mà che lên trên thôi. Để đây nhá, cho em Hải để một tí nữa. Cho lực xe cùng em là vác luôn. Em về đến nhà cái là không là không có cỏ em ấy. Em Hải là lấy cỏ để cho trâu luôn. Cỏ này một mình em đi cắt hay là có cả con của nhà chú đi cắt cùng nữa? Ồ, con nhà chú nữa ạ. Thế là con nhà chú à? Vâng. Con bé bé kia là con của ông của bác à? Con bé kia là ông hình như là ông đi lấy của người ta về nuôi thôi. Chứ ông có nói với chấm nhưng không biết là có phải lấy của nhà chú về nuôi không? Găng tay ông nọ anh để đây thì còn không? Còn ạ. Vẫn còn hết đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ em đi lấy đồ về đi, xong là lấy đồ về xong ra đây ngồi nghỉ ngơi một tí. Vâng. À, cái đấy à? Vâng. Đi ra rửa tay đã Hải ơi. Vâng. Bây giờ chân nát rồi, xì tí ra về ra vắt sau. Nước ở dưới nhà dưới này thì rất là nhiều nhỉ? Vâng. Tràn hết cả ra ngoài rồi. Thế sáng nay là ăn đi rừng ăn cơm với gì? Khó đi. Ăn cơm với thịt thôi ạ. Ăn cơm với gì? Ăn cơm với thịt ạ. Thịt à? Vâng. Thế lúc mà ăn cơm thì đã lấy được mật ong chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Có dùng mật ong chan cơm ăn không? Dùng một tí thôi ạ. Dùng một tí à? Vâng. Thế đợt này có để anh đem đi bán không hay là để nhà thôi? Để anh mang đi bán ạ. Để anh mang đi bán à? Vâng. Em hộ con là chú dọn quần áo đi. Vâng. Dọn quần áo này trên này. Chắc là phơi thôi đúng không? Vâng. Thật ra cái chỗ mà để mà phơi thóc với ngô này của bác này thì cháu được cùng đá ngồi ở đây rất là nhiều lần rồi. Này Hải lấy ra bên này. Vâng. Đây, xem là cái thành quả của hôm nay là cái đồ này cũng được để đây đi. Cho các em bảo là lúc nào mà có mật ong thì là vắt. Đây. Tầm độ 4 đến 5 cân của bác. Thế là ông ở nhà đúng không? Ông không ở đâu. Ông không ở à? Vâng. Thế là ai đấy? Hai bạn chú ạ. Hai bạn chú à? Thế ngồi đây. Này thì được bao nhiêu lít đây nhỉ? Không biết ạ. Tôi đã phải phải đeo vào tay. Em đi cởi áo đây. À, thôi, bỏ áo đi. Đi thì trên rừng già xuống nhà là chưa kịp bỏ áo. Trên đó lạnh đấy nhở? Vâng. Hải thử đi nhà ông mượn một cái bát về thôi nào. Vâng. Mượn hai cái bát về để mượn cho. Bát bé à? Đúng rồi, bát bé.
Này thì có vẻ là nó bị nát nát hết rồi, bị nát một chút rồi nhờ. Vâng. Đây, phải đeo trước đi, xong rồi để anh buộc cho. Đeo vào tay đi. Vâng. Đeo vào đây để cho nó sạch sẽ. À, đây. Thế là anh Sử là vẫn còn đi sau của anh Sử ấy. Vâng. Này chắc là để đợi tối nay anh Sử về mới vát nhờ. Đấy, nhưng mà anh lên thì tí là cùng anh vắt luôn. Vâng. Anh cùng Sử vắt luôn, anh Hoàng Hải vắt luôn. Đặt cái này nữa. Bây giờ về đến đây thì mình nói có bị đốt phát nào không? Không bị ạ. Không bị à? Vâng. Anh Sử có bị không? Anh Sử không bị ạ. Không ai bị đâu đúng không? Vâng. Nhưng mà đang đi lấy mật ong là không được nói không bác? Nói là nó đốt thật đấy, nhưng mà về đến nhà thì mới dám nói. Vâng. Bát để trong này à? Vâng. Cái khăn ở đây. Khăn này để bát đúng không? Vâng. Để xem. Để xem cái màu mật á. Xem là cái thành quả của hôm nay là hai anh em đi lấy về là xem như thế nào này. Cho ăn thử một tí không? Cho. Mật ong này là ở dưới đất thôi chứ? Ở góc cây à? Ở dưới đất thôi ạ. Thế là mật ong này là mật ong rừng đúng không bác, không phải là một ong khoái, nhưng một ong khoái thì là trên cao. Anh Sử có đi lấy được tổ nào ở trên cao không? Chưa đâu ạ. Chưa. Vâng. Toàn tổ ở thấp rồi. Vâng. Wow, đây này. Mỗi tổ là thưa các bác ạ, các em mà lấy thì nó bị cái sáp nó bị nát, bị nát mất rồi. Cái này thì màu, ui cái này thì cũng chắc là lâu rồi đấy nhờ. Vâng. Đây này. Đây cô bác, cái màu cái mật dốc xuống là rất là sánh nha cô bác này. Có cả con ở trong này luôn này. Vâng. Đi. Vâng. Nhưng mà mật ong khoái là nó sẽ đen hơn. Thế anh để đều trong này nhá. Vâng. Để một cái nào ra đây. Để đều vào đâu một bát nhỉ. Tí mình thử sau. Để đây nhá, để bát kia nhá. À lấy bát kia cho anh. Đấy. Tìm là cái nào mà nó. Ui. Đây. Một tí mình thưởng thức sau nhỉ. Vâng. Này thì để mà chớ ho rất là tốt của bác ạ. Bây giờ thì đổ đây nhá. Vâng. Ui. Sắp đổ rồi. Đổ hết vào đây nhá. Vâng. Ôi là. Này thì chắc đổ tầm được 2 lít thôi. Không được nhiều đâu. Đây, kéo lên. Chạy cái tay bóng xuống đi. Từ lúc mà các em chưa gặp tới lực cô bác, có thể là các em đi lấy mật ong là còn chưa lấy dùng bao tay các bao tay này kia, nhưng mà bây giờ từ khi mà có được bán lên trên kênh đấy cô bác thì có được cũng bảo các em là sau khi mà làm cái gì ấy, thì phải là dùng bao tay để mà làm thì nó mới sạch sẽ được, thì các bác mới ủng hộ được nhá. Làm các bác thương thì các bác rất là thương ấy, nhưng mà khi mà mua về nó không có đảm bảo chất lượng thì các bác cũng không có thích. Vâng. Cầm lên nào. Cầm lên nha. Vâng. Để xong. Xem mật nó chảy xuống nha. Anh từ từ nha. Vâng. Anh cầm nha. Ui, cái màu mật này. Màu rất là đẹp của bác ạ. Tổ này. Đây là một tổ hay là hai tổ? Ừ, chảy một tổ ạ.
Đây, 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 đấy. Bây giờ để trong túi bóng nhé. Nay chỉ có một tổ á. Vâng. Thế chứng tỏ tổ này cũng nhiều phết nhỉ. Ở trên kia thì có phải để vào trong cái thùng không? Không phải đâu ạ. Không phải á? Vâng. Đây rất là mong các bác sẽ ủng hộ là mật ong của các em các bác nhé. Em xử thì có thể là còn đi sâu để mà khai thác thêm mật ong nữa các bác ạ. Không phải vắt như này không phải? Phải ạ. Hạt bóc xuống đi. Cái phần sáp này thì thưa các bác ạ, các em lấy về nát quá thành ra là cũng không thể mà đem về được, phải lấy mới mật để mà về thôi. Nếu mà không bị nát thì có thể là lấy về được. Vẻ là hơi khó khăn đây nhá, từ từ nhá. Vâng. Từ hồi nghỉ một tí đã. Vắt mọi ông mà cũng mệt quá. Vâng. Mật ong rừng này thì vào cái mùa vụ này cũng là gọi là mùa cuối vụ đấy cô bác ạ, tại vì là nó không có hoa nữa bây giờ ấy, ít hoa đi rồi. Mỏi tay quá. Vâng. Vắt lại. Thơm quá Hải ạ. Vâng. Trong nhà có cái ong không? Ong à? Trong nhà ong ấy. Ong... Không biết ạ. Không biết ạ? Vâng. Cái ong ở điện nước ấy. Trên nhà mới ạ. Trên nhà mới có. Vâng. Thế anh em lấy lại. Lấy ra thêm một ít nữa để mà bắt. Vâng. Nhiều quá anh em mình không bắt được. Vâng. Sáp này thì nếu mà như hôm nay các em đi lấy về không bị nát quá đâu các bác, thì là có thể là các bác lấy để ngâm rượu thì cũng được.
Đấy, nhưng mà hầu hết là những cái thước phim nào mà đăng tải lên ấy, thì các bác có thể là một số các bác là nhìn thấy trước là các bác là có mua hết rồi, thì thành ra là một số các bác gọi sau thì không còn nữa. Vậy thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Hải là chắt xong cái mật ong mà em Hải đi lấy với em Sử là vừa đi lấy về rồi, không biết là được bao nhiêu, được bao nhiêu. Bây giờ thì chắt xem nào. Hôm nọ cái chai là để đây là còn là mấy cái, còn 4 cái thôi à? Còn 4 cái thôi ạ. Cái tổ này thì cũng có vẻ là khá là lâu năm rồi cô bác ạ, màu mật của nó mới màu đậm đà như thế. Mật khi mà rót xuống thì cô bác này nó chảy rất là đặc. Thơm quá của bác ạ. Tổ này thì các có lẽ là cũng được độ tầm là 2 năm rồi đấy. Nhìn màu mật của nó như thế này là biết rồi. Vậy đây là những cái tổ ong nào mà các em phát hiện ra đấy các bác, thì các em lúc nào mà đến cái mùa mật ấy là các em vẫn đi trên rừng để mà lấy mật về. Anh cho đầy đầy một tí nhá. Vâng. Như thế này nhá. Vâng. Rồi, xong rồi để vào chai coi. Không, cái phếu. Đấy. Em mà đóng nắp lại nhá. Vâng. Nó được tầm hơn 2 lít thôi cô bác ạ. Có được không? Không được đó. Không được thì cầm cái đĩa đấy, tí anh đóng nha. Đập nó xuống, đập nó xuống, nhóm nọ anh chỉ ấy, đập xuống. Đấy rồi, rồi. Thế là được rồi. Thế là hôm nay là hai anh em không đi vào ruộng thì mới đi lên rừng để lấy à? Vâng. Ấy ông này cũng về đấy. Chín to chứ? Mua đây không? Ám ạ. Cho ông thử một miếng hại. Còn nói gì nhỉ? Mà được sai rồi. Hả? Nói gì? Ta tốt chú lời cho này. Hải lấy cho anh thêm một chai nữa. Vâng. Một cái chai nữa. Cho anh thêm một chai nữa, xong đóng cái chai này vào nhé. Vâng. Thôi anh cầm một tí, nặng lắm, cầm một tí. Vâng. Cao lên tí. Rồi. Nhẹ đặc quá là nó cái phếu còn không chảy kịp luôn các bác ạ, nó từ từ mà nhỏ xuống. Nếu mà nó loáng là đổ cái là nó xuống liền luôn. Đổ xuống. Đi không mà. Đổ xuống hai rồi. Cứ giữ nguyên như này nhá. Vâng. Giữ nguyên như này một lúc nhá. Vâng. Đứng như thế này cho mật nó chảy xuống một tí nhá. Vâng.
cái giọt mật thì không để nó phí được cô bác ạ. Khai thác rất là khó. Rồi thì có chừa lại một ít để mà thưởng thức một chút cái mật ong mà hai anh em đi lấy về. Này để cho ong nhá. Vâng. Rẻ thứ nhá. Anh xin thử một tí hả nhá. Vâng. Đây các bác có thể nhìn thấy đây mật ong của bác này. Mật ong ở bên trong này màu. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây mật ong ở bên trong này của bác này. Còn nguyên cả con luôn này. Vừa mới đi khai thác về đến nơi đấy. Bây giờ xin phép các bác là thử một chút các bác nhé. Lăng ong chuối. Lăng ong chuối. Này hãy. Vâng. Đấy, thử một chút nào. Ừ, cho hai anh em sân này chuộng dậy ăn nào cũng không phải trốn đâu mà bảo các em là không phải trốn đâu mà đây này cho các em thử một chút này mật ong mỗi người thử một chút thì mới ngon được nhau mật ong khi mà thử vào đấy cô bác là tan trong miệng và nhau rất là béo ngon rất là thơm. Này để mà ngậm mà kéo ho đấy rất là tốt. Thôi, cái này anh không thử thôi, thử một ít thôi, thử nhiều là tí nó say ấy. Vâng. Say mật ong ấy, của bác ạ. Ngon đấy đâu dê nổ, hôm nay. Ông bảo rất thơm của bác. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Hải là bắt được một chút mật ong mà hôm nay em Hải là cùng em Sử lên trên rừng để mà lấy về các bác. Chắc có lẽ là cái tổ này thì là từ khá là lâu rồi các em lên trên rừng và phát hiện được. Và đến hôm nay thì đến cuối mùa vụ thì các em mới lấy. Thì rất là mong các bác sẽ ủng hộ mật ong của hai anh em Hải Sử của bác để cho hai anh em Hải Sử có thêm cái kinh phí để mà sinh hoạt. Cũng như là có thêm kinh phí để sau này nếu mà như hai anh em có tiết kiệm được thì để sang năm sau em Sử với em Hải. Em Sử học hết lớp 9 rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hãy rất là mong là sẽ được cô bác ủng hộ để cho sau này là nếu mà như em Hải có đi học và đến ngôi trường cấp 3 thì hai anh em có thể là tiết kiệm được tiền bây giờ và sẽ để giúp cho em Hải là để đi học. Em Sử thì cũng rất là mong muốn để mà cho em Hải đi học cô bác ạ. Hải thì có lời gì mà nói cho các bác để mà các bác mua mật ong của mình không? Có ạ. Cháu Hải mời
cháu Hải sẽ mời các ông các bà sẽ ủng hộ hai em mình ông để sau này con có tiền đi học ở cấp 3. Con rất mong các ông các bà sẽ ủng hộ với con ạ. Thế thì mấy đứa học lớp 9 thì không cần dùng đến tiền à? Mà học như xa đấy. Hả? Lớp 9 có cần dùng đến tiền không? Có ạ. Có à? Vâng. Đấy, có thể là bây giờ trong thời gian hè này là ở nhà giúp cho anh Sử để mấy đứa có tiền đi mua quần áo, mua sách, mua vở nha. Vâng. Sách vở thì được nhà trường là tặng, còn về cái chắc là quần áo này, xong là đôi lúc là cặp sách này kia nữa, hay là tiền là chi phí mà em ấy đi xuống để học là ăn uống nữa cô bác ạ. Đây và vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng các em là thử và rất là ngọt, mật rất là ngon cô bác. Và cái mật ong này thì là mật ong rừng cô bác nhé, chứ không phải là mật ong khoái, tại vì cái màu của nó là màu màu đậm hơn. Và theo như em Hải là có chia sẻ là lấy được tổ ở dưới đất thôi, chứ không phải là lấy được tổ ở trên cao. Còn là anh Sử chắc là đến tối mới về chứ nhỉ? Vâng. Nếu mà Sử có thì lại tiếp tục là gửi cho anh nhá. Vâng. Để mà anh đi bán hộ cho hai anh em. Vâng. Anh rất là mong thấy được sự ủng hộ của các bác. Còn thước phim này thì chắc cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng xin được là chia sẻ đến đây các bác để cho em Hải còn là đi làm công việc khác nữa. Và cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết cái thước phim hôm nay. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, ông thì cũng vừa mới đi vào ruộng về các bác ạ. Thành ra là cái bộ quần áo của ông thì còn lấm lem bùn một chút. Rất là mong các bác sẽ thông cảm cho các bác nhé. Để mà tránh trường hợp là một số các bác nói là cháu Lực ghi hình lên mà tại sao ông lại mặc quần áo mà bẩn như thế. Không cho ông mặc sạch một chút nào cả.